Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2024, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn Phật lịch 2567. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên không gian mạng để cùng nhau tu tập duy trì những kiến thức về Pháp Phật, về Pháp Hành, mục đích để đem lại cái sự an vui trong cuộc sống hiện tại và giải thoát với tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao sư không nghe gì xa thú là hay vậy trơn vậy? Xa tôi Dạ xa tôi có. làm hai Dạ dạ có sư, con có nói sư tại lúc đó chắc sư vô vô định rồi đó. Hồi bữa sư mùng năm Tết đó là tại gì mà bữa sư mùng năm Tết sư mới đi vô chùa nè. Tại trước Tết đó là sư có thuyết pháp ở trong một cái chùa gần đó. Rồi sau khi đó là lúc ban đầu là sư tính thuyết một cái đề tài tài mà sư tự soạn. Bắt đầu khi mà chuẩn bị tới đó thuyết pháp đó thì có một cái ông cư sĩ đó đó, ông trưởng nhóm đó, thì ông muốn qua ông nói với sư gì nè. Ông nói là con thỉnh sư thuyết một cái bài pháp nào mà để cho cái nhóm này bây giờ nó đấu đá nhau dữ lắm. Phật tử mình làm từ thiện mà 20 mấy năm rồi họ đấu đá nhau dữ lắm. Bây giờ sư thuyết cái bài pháp nào mà nói để cho họ hiểu. Trời ơi, tới giờ phút lên pháp tọa rồi ông biểu sư phải thay đổi cái đề tài. Thì thôi thay đổi đề tài luôn, cái sư lên sư thuyết được. Được xong là cái ông mới lại sau cái thời pháp đó ông mới mời sư ngày mùng 6 Tết. Ngày mùng 6 Tết để thiết cho cái nhóm nó lên một thời nữa. Đó. Như vậy đó. Rồi sau khi bắt đầu là sư vừa về chùa thì có một ông sư ông nói rằng là có một cái nhóm mà họ họ nghe sư thuyết pháp trên mạng đó. Là ngày mùng 7 á, 7 Tết á, là gia đình của họ có tổ chức lễ chúc thọ. Thế ra họ mời, họ nhờ tôi mời cho được sư về Sài Gòn thuyết một bài pháp. Như vậy là cái nhóm này là ngày mùng 6 là một bài, rồi cái nhóm kia là ngày mùng 7 với Sài Gòn một bài, mà quý vị thấy có hai bài pháp mà sư đi một cái đoạn đường đi về là 600 cây số. Ban đầu sư nghĩ sư không muốn đi, nhưng mà tại sư nghĩ sư thấy họ bị phiền não á đó, thử ra sư cũng muốn giúp đó. Mà sư phải giữ cái ý cái chủ ý này bà, nhưng thôi nó đổi đó. Sau khi mà giờ đây rồi bắt đầu thì nó thấy tụi nó muốn đổi mấy lần đó, nhưng mà nghĩ tới họ thôi mình cũng đi làm thiện pháp, tôi cởi giúp cho họ. Cái sư cứ giữ cái ý này hoài, cứ nuôi dưỡng cái ý này, phải đi hoài đó. Bắt đầu sư đi đó, ngày mùng 5 cái sư vô trong đó, cái mùng 6 tôi thuyết cho họ một thời, cái mùng 7 là ngày mai á, là bắt đầu sư đi xuống Sài Gòn. Thì cái bữa mùng 6 sư đang đi bộ, sư đang đi tập thể dục trong chùa thì tình cờ gặp sư cả. Sư cả thì tại có một cái chút nữa sư nói về liên quan đến cái chuyến đi này, thì ra sư mới kể câu chuyện để sư đi, tóm được cái câu chuyện để sư đi. Thì sư gặp sư cả đó, thì sư cả hỏi sư vô nào. Nó dạ con vô bữa mùng 5, tại có hai bài pháp thì đó con phải vô thuyết pháp. Cái hỏi ngày mai sư có đi đâu không, là ngày mai mùng 7 á. Mai nó dạ con đi thành phố để con thuyết pháp ở Sài Gòn á. Hỏi chừng nào về. Nó dạ con thuyết pháp xong rồi bắt đầu là trong ngày mùng 7 là con thuyết pháp xong rồi bắt đầu từ Sài Gòn về chùa là 12 giờ trưa rồi cũng lên xe con giờ về Phan Rang luôn. Thì sư cả mới nói rằng là thôi Phan nó về chiều nay là sư thuyết cho tôi hai hai bài nữa. Có nghĩa là một nhóm tăng là 250 người, một nhóm ni là 250 người, nữa là hai nhóm này là tới 500 người. Sư sắp xếp làm sao sư thuyết cho tôi chiều nay hai hai nhóm này, một một nhóm một bài. Thì một ngày là tới ba bài pháp. Đó, mà đi Sài Gòn về là bắt đầu về tới nhà, về tới chỗ là một giờ, tới chùa là 1 giờ rồi, nhưng mà 2 giờ phải lên lớp. Đã thiết cho ông bên thiết xong rồi, bây giờ đi biển sẽ đi hết nổi luôn, giờ phải đang hết nổi luôn. Mà thôi phải ngủ lại đêm ở chùa, bắt đầu qua ngày mai mùng 8 nó đi đó. Tại vì không có người thuyết pháp đó, vậy vô là không vô chùa thôi, mà vô chùa là họ kêu được đủ thứ chỗ hết trơn á. Thiết không kịp, thiết không kịp luôn. Nào. Rồi đó thì do nó cái chuyện đó nó xảy ra, thì sư có một cái chuyến đi trò nó trải nghiệm đầy đủ trong cái chuyến đi hết á, là sư sẽ lấy cái đề tài này sau này thuyết pháp cho cái chuyến đi này là chuyến xe quán tâm. Chuyến xe của sư đi từ ngày mùng 8 giờ Phan Rang á, là sư phải đặt là cái chuyến xe quán tâm đó. Chút nữa bây giờ muốn biết cái như thế nào thì chút nữa sư sẽ nói cái đó sau. Hôm nay á, thì sư sẽ nói với quý vị một cái chủ đề của cái bài pháp này là sư lấy trong kinh Tương Ưng. Kinh gốc nghe, tài liệu bậc một. Tại sư nghĩ rằng là
quý cần hiểu cái bài này. À, tài liệu bậc một nha, trong 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 Tương Ưng Kinh á, thì cái bài này, cái tựa đề của nó, cái tựa đề của nó nè, sư ghi cho rõ ràng nè: hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình nha. Bây giờ nhớ tựa đề nha, là Đức Phật thuyết á: hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các tỳ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác, hãy lấy pháp làm hòn đảo. Thì thấy cái đề hay không vậy? Đọc lại cái đề nghe: hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các tỳ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác, hãy lấy pháp làm hòn đảo. Đó, cái đề tài đó, bị nhớ cái đề tài. Cái bài này á, Đức Phật nói rất là ngắn gọn. À, ngắn gọn, nhưng mà do nó sư học của vị pháp á, thử ra sư mới hiểu rộng ra thêm. À, rộng ra thêm trong cái bài này, nói về cái luật nhân quả. Nếu mà sư không có hiểu vị pháp thì cái bài này không có được phân tích sâu, và không được phân tích sâu, và không có được nói nhiều khía cạnh. Nhưng mà giờ do nó sư có học của vị pháp, thành thử ra sư hiểu rất là quan hỷ cái bài này. Mà cái bài này từ hôm qua giờ nó cứ sư đi tới đâu nó cứ phân tích đến ấy, cái bài này rất là hay. Đó, cái bài này rất là hay. Nhưng mà sư nghĩ rằng là Phật tử cũng nên hiểu cái bài pháp này. À, thì hôm nay là chúng ta sẽ có cái thời thuyết pháp và tầm khoảng 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi, nếu mà trễ lắm là 9 giờ ha, trễ lắm là 9 giờ. Còn nếu mà không có gì thì khoảng 8 giờ rưỡi, nếu mà cái gì không có cái gì trao đổi á, giao lưu á, thì khoảng 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 8 rưỡi. Còn nếu mà quý vị có cái gì mà giao lưu trao đổi á, hỏi Phật pháp thì sẽ 9 giờ. Không muộn, 9 giờ là sư phải xong, 9 giờ là phải chấm dứt. Còn phải đi lo cái bao tử nữa. À, thì cái bài này đó thì mình, nếu mà mình sống ở trên đời này đó mà mình nương vào người khác á, mình nương vào người khác là mình dễ bị đau khổ á, mình dễ bị đau khổ á. Tại sao vậy? Biết mình nương vào người khác là mình bị đau khổ không? Tại vì nó thay đổi. Nhưng mà không những rằng mình nương vào người khác mình đau khổ, nhưng mà mình nương vào cái tâm của mình đó. Nếu mà mình nương vào cái tâm của mình không hiểu, mình cũng bị đau khổ nữa đó. Chẳng hạn, nó sẽ nói ví dụ, chẳng hạn mình nương vào người khác đi, mình nghĩ rằng là cái người này đó sẽ đem lại cho mình hạnh phúc. Khi mà người ta mới ưng nhau đó, gì người ta nghĩ rằng là cái người này sẽ đem lại cho mình hạnh phúc, cái người này là cái bờ vai để mình nương dựa đó, cái người này là cái trụ cột của gia đình. À, thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, mà khi mình nghĩ như vậy đó mà người ta, cái tâm của người ta thay đổi á, thì mình nghĩ sao vậy? Mình buồn phải không? Đó, họ không như trước nữa. Đây là sẽ nói về cái lĩnh vực vợ chồng đó nghe, nó còn nhiều lắm. Rồi bà rồi giữa con với cha mẹ đó, rồi giữa giữa mẹ với lại con cái, rồi giữa bản thân mình và vật chất của mình. Đó, là tại vì sao quy pháp để sư phân tích cái chỗ này, nó liên quan đến nhân quả giữa mình và vật chất của mình. Trước đây thì nó như gì mà bây giờ nó thay đổi. À, giờ sẽ nói từng cái. Cho cái bài này hay quá, quá 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 là hay luôn đó. Mà nghĩ rằng là nếu mà không có học quy pháp thì không có hiểu sâu đó, thì học quy pháp thì sư mới hiểu sâu cái bài này. Và sư nghĩ rằng cái bài này nó đơn giản, không, ngài không có nói cái gì nhiều, mà sao nó hay kinh khủng là hay. Bây giờ sẽ nói trước, sẽ nói lại. Khi mà mình nương vào bên ngoài đó, mình nghĩ rằng là những cái người bạn của mình tốt, những cái người em của mình tốt, hay là những cái người chị của mình tốt. Bình thường thì mình thấy họ tốt. Và tại sao? Nếu mà họ tốt thì cái lúc đó cái tâm của họ nó có tâm từ tâm bi, cái tâm của họ nó mát mẻ đó, cái tâm của họ nó có thiện tâm, mà tâm mình cũng có thiện tâm nữa. Nhưng mà bây giờ cái đó nó thay đổi là sao? Họ bực bội với mình, những cái lời mình nói ra họ họ bác bỏ đó, thì từ cái chỗ đó đó mình mới bị đau khổ. Đó, sầu bi khổ u não nó sẽ sanh khởi từ đây đó. Rồi bây giờ mình sống ở một cái nước ngoài, chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình đang có nghề nghiệp, công ăn việc làm bình thường, nhưng mà tự nhiên một cái sự cố nào nó xảy ra đó, một sự cố nào nó xảy ra thì bắt đầu mình mất việc đi đó, mình mất việc thì bắt đầu mình không có tiền đó, mình đóng nhà tiền nhà nữa, thì bắt đầu tiếp tục mình mất nhà nữa đó. Thì lúc bây giờ nếu mà mình nương vào bên ngoài đó thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Tại sao? Tại cái này nó thay đổi.
À, nếu mà mình nương vào chính mình đó, nương vào chính mình đó, thì mình coi thử cái tâm của mình đó là cái tâm gì. À, cái tâm đó là tâm gì, mình có chấp nhận không, mình có trí tuệ là mình hiểu, mình có hiểu được cái sự thay đổi của nó. Tại vì mình nghĩ rằng là nó phải như vậy đó, do nó mình nghĩ nó lại phải như vậy theo cái ý của mình, nhưng mà khi mà nó thay đổi thì mình bị đau khổ, vô cùng là đau khổ. Bây giờ sẽ nói tới đây, sẽ ngưng cái là sẽ nói tới cái chiếc xe này. À, nói tới cái chiếc xe, bây giờ có muốn là chiếc xe quán tâm của xưa không? Ừ, có muốn nghe không? Dạ muốn sư. À, đây cái này hấp dẫn ấy, đây là thiền tập trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, trên xe đó nghe. À, cái gì là Phật pháp á, không phải là học ở trong chùa, không học trong đường thiền, không phải là ngồi đó một cục. Nhưng mà Phật pháp sau khi học cái công thức của tứ niệm xứ này, chúng ta cũng có thể đem chúng ta đi hành khắp nơi, tại chỗ nào nó cũng có phiền não hết trơn á. À, nếu mà mình hành được cái chỗ chỗ nào mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà trái ý nghịch lòng á, thì mình sẽ hiểu được Phật nói cái gì. Còn nếu không á, là cái gì, thì muôn kiếp sẽ không bao giờ biết Phật nói cái gì hết. Nếu mà không hành là muôn kiếp luôn á, không biết đâu. Sẽ bắt đầu sẽ nói chậm và sẽ nói từng tự để cho quý vị hiểu là pháp hành, mình hành khắp khắp mọi nơi. Thường thì sư đi ra đi vô là 600 cây số nha, đi ra đi vô 600 cây số. Thì những cái chuyến đi như vậy đó, thì bây giờ đó là do nó cái thời buổi nó phát triển, thành thử ra cái chuyến mà mình đi như vậy đó, thì cũng có cái nhiều cái xe rất là tốt, mà nó gọi là cái xe VIP đó, cái xe VIP đó. Ví dụ sư đi từ ngoài Phan Rang Phan mà đi vô trong Đồng Nai đó, thì sư đặt cái vé xe đó, thì cái xe đó đó thì trên chiếc xe đó nó có 22 giường, mà một cái giường thì nó rộng rãi lắm. Mà khi mà mình lên chiếc xe đó rồi thì mình kéo cái màn lại đó, thì mình không có thấy ai hết, cũng như mình ở trong một cái phòng vậy đó, rồi người ta cũng không có thấy mình nữa. Thì nếu mà mình di chuyển như thế này thì mình rất là thích, tại cái chỗ mình không có mệt, mình rất là khỏe. Cái thứ hai đó là nó có một cái sự riêng tư, khi mình vô thì mình bước lên cái xe đó, mình kéo cái màn lại một cái rồi thì mình chỉ một mình ở trong cái phòng thôi. À, đó thì thường thường là sẽ đi như vậy. À, mà cái vé xe của nó là khoảng 350, đi từ Phan Rang đi vô trong Đồng Nai là 300 cây số đó. Thì từ hôm nào giờ đó thì cái chuyện này nó cứ xảy ra hoài, thành thử ra do cái chuyện này nó xảy ra hoài á, thì sư lên xe thì sư 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 rất là ít hành thiền, mà sư lên xe là đa số phần đông là sư nằm sư ngủ nhiều, tại nó có cái gì đâu, nó quá thoải mái mà đó. Thì cái bữa mà sư đi về lại đó thì tôi không đặt xe. À, có hai cái lý do mà sẽ không đặt xe, là cái thứ nhất á là xe mà ngày Tết á, mà xe ở trong Sài Gòn mà đi ra thì rất là nhiều. À, tại sao? Tại vì gần Tết là tỉnh phải đi ngoài này thì đi vô đó, thì nó không có xe, nhưng mà gần Tết ở trong xe ông kia đi ra thì nó rất là nhiều xe, nhưng mà người ta ít đi ra. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cái dòng đi ra lại thì sẽ không biết là sẽ đi về ngày nào, thì ra sẽ không đặt xe trước. À, hai cái lý do đó nha. Thì bắt đầu là sư vô đó thì sư cũng đúng y chang là sư không có đặt xe, thành thử ra sư cả trụ sở là thuyết pháp, thì thử ra qua ngày sáng ngày mùng 8 là sư mới về. Thì sau khi mà ăn sáng rồi xong hết rồi đó thì sư ra sư đón xe. Sư đón xe thì sư gặp một cái chiếc xe giường nằm mà ở ngoài nó rất là đẹp. Thì bắt đầu sư đón, bắt đầu nó ngừng lại. Mà thường thường là sư đi xe từ đó ra thì sư đi xe Phan Rang, nhưng mà cái lần này đó là cái chiếc xe này là chiếc xe Hoài Quế, Hoài Thừa Thiên Huế, mà nó đi lên tuyến đường đó đi luôn. Thì sư quắt tay cho nó ngừng lại, nó ngừng lại cái nó đem cái vali của sư nó bỏ lên trên xe. Thì khi mà tôi vừa bước lên xe đó, bây giờ thấy vừa bước lên xe là tôi chờ, tôi nhìn tôi thấy cái giường thì nó nhỏ mà nó dơ giấy kinh khủng luôn, rồi nó dơ quá trời dơ luôn. Cái xe này dạng như là xe chợ đó quý vị, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, rồi nói chung là nó rất là gớm á. Thì bây giờ biết sư vừa lên tôi thấy mắt thấy cảnh sát vậy là bắt đầu xúc động, tôi nổi sân liền. À, cái tâm sư nó phản ứng liền, anh không chịu. À, nhưng mà lỡ là bây giờ không có bước xuống thì người ta cũng nói mình sao tu mà kén chọn này kia nọ, từ cũng cái lòng tự ái. Thì ra sư nó lỡ rồi, cái sư lên sư nằm mà nó trống trơn, là tại vì mình đi cái kia nó quen rồi, do đó mình đi cái kia nó quen rồi, mình lên đó mình kéo cái màn lại thì nó kín mít hết trơn rồi, nó rộng rãi trong đó. Bây giờ mình lên mình nằm nó cái thầy thầy nó trống trơn. À, cái sư nằm đó cái tâm của sư nó rất là bức xúc, rất là khó chịu. Và bây giờ cái sư mới bỏ cái cảnh sư nhìn đi, bắt đầu cái sư mới chánh niệm cái tâm. Rồi sư cứ quan sát cái tâm xong hoài, cho nên sư nằm đó sư cũng nói sư cứ quan sát tâm xong hoài thì một tí thì sẽ thấy cái tâm sân này bắt đầu nó mất.
đó, tới nó trở lại cái tâm chánh niệm đó. Thì lúc bây giờ do nơi sư hiểu được cái công thức hành thiền, bắt đầu sư nằm sư hành thiền, nhưng mà sư nghĩ rằng là nó sẽ sanh lại. Bắt đầu cái gì biết sao, thường á, thì người ta chở mình đi á, cái thời gian là chỉ có bây giờ người ta chở mình đi á, là cái thời gian nó chỉ là có 3 tiếng rưỡi thôi, 3 tiếng rưỡi một 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 lần đi về. Mà quý vị biết cái xe này nó chở sư đi mấy tiếng không? 7 tiếng đồng hồ à. Cái sư nằm đó bắt đầu cái sư chánh niệm, bây giờ sư chuẩn bị sư canh cái tâm, biết không, nó khó chịu, cái sư quan sát cái tâm khó chịu, quan sát cái tâm khó chịu, quan sát cái tâm khó chịu, cái chậm cái tâm khó chịu, nó hết cái nó trở lại cái tâm chánh niệm, thì sư cũng tiếp tục quan sát cái tâm chánh niệm, bắt đầu sư thư giãn, cái nó chạy tới chút nữa bắt đầu có tự nhiên cái nó ngừng lại, nó ngừng lại. Mà biết có khi nào mà đi cái xe giường nằm mà nó bốc hàng, mà nó đứng 1 tiếng đồng hồ, mà nó bốc tới mấy tấn hàng, nó chở thanh long từ 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 cái chỗ Phan Thiết nó đi ra rồi Huế, trời ơi, khi mà nó ngừng lại hơn, nó sư nghe cái tai của sư nghe nó chở mấy tấn thanh long, bắt đầu sư mới nổi điên lên nữa, cái tâm sân nó lên nữa đó. Nó chở cái xe gì, cái xe này nó khốn nạn thiệt, nó chở gì mà tới mấy tấn thanh long mà nó đứng 1 tiếng đồng hồ. Cái tâm của sư nó nói vậy, bắt đầu cái sư biết rồi, thì thấy cái tâm sân là bắt đầu tiếp tục quan sát cái tâm sân nữa. Nó bị thấy không, ở đâu mà có người có tôi, ở có cảnh là tâm nó sanh đó. Thế mà mình cứ nương vào bên ngoài là mình chết, mình cứ nương vào bên ngoài là mình chết đó. Cái cảnh ở bên ngoài mình không có thay đổi được, cái người hành thiền là phải thay đổi cái tâm, chứ còn cái cảnh ở bên ngoài không thay đổi được đó. Thấy cái cảnh sắc là nó vậy, mà cảnh thinh là nó như vậy, cái hoàn cảnh ở bên ngoài là mình thua luôn, mình cũng thay đổi được, mà quan trọng nhất là mình thay đổi cái tâm. À, nhờ sẽ có hành thiền bắt đầu sẽ tiếp tục có sự quan sát cái tâm sân nữa. À, sự quan sát tâm sân, sự thư giãn, quan sát tâm sân, nhưng mà trong đó là nó cũng có một cái tư tưởng nó sanh khởi lên, là nó nói bây giờ trong cái hoàn cảnh này là mình phải chấp nhận. À, nhưng mà thường khi á là sẽ gặp những hoàn cảnh mà trái ý nghịch lòng gì á, là sẽ bỏ chiếc xe đó. À, sẽ không có đi chiếc xe đó, sẽ xuống thì đi xe khác ngon hơn đó. Nhưng mà cái lần này đó sẽ không đi, là tại sao, tại vì tôi muốn coi thử cái hành trình của tâm sư nó sanh khởi như thế nào. À, thử có mấy lần nó sanh khởi lên, nó sẽ bỏ chiếc xe đi, mình xuống mình đón xe ngon hơn đi, nhưng mà sư nó không. À, mình phải chấp nhận, mình phải coi thử. À, bây giờ đến lúc mình phải cần tu đó. Cái xe nằm đó bắt đầu sẽ thư giãn, sẽ quan sát, mà nó cứ lên miết, cái tâm sân nó lên miết đó, rồi cái nó ứng đó bắt đầu nó bốc bốc mấy tấn hàng luôn, nó bốc cho cố lên, rồi bắt đầu nó đầy xe, nó chạy không nổi đó. Khi mà nó bốc cho cố, nó đầy xe chạy không nổi, nó chạy, chạy chậm rì, cái xe nó đó thấy không, nó bốc cho cố rồi nó chạy không nổi nữa kìa, bắt đầu tâm sân nó lên nữa đó, cái bắt đầu cái xe lại chánh niệm tâm sân nữa. Tôi nói mà bây giờ mình phải cẩn thận, nó lên hoài à, nó sẽ chánh niệm tiếp, tôi coi thử thì chánh niệm tiếp, mình nhờ chứ như vậy trời, tôi quan hệ cái chuyến đi nó vô cùng luôn, cái sự quán cái tâm sân tiếp, tôi quán tâm sân tiếp, tôi ngồi bắt đầu tôi nằm sự quán tâm sân, cái chậm cái tâm sân nó mất là cái tâm sân nó mất, cái bắt đầu cái lúc bây giờ sự quan sát cái tâm chánh niệm, ta thấy tâm chánh niệm nó thư giãn, nó thoải mái, cái sự ngồi nó sẽ quan sát, tôi nằm nó sẽ quan sát, cái bắt đầu chậm nữa, bắt đầu tự nhiên trời, không có bao giờ mà người ta cái xe mà máy lạnh mà nó hút thuốc, tài xế nó cũng hút, rồi hai thằng phụ nó hút, bắt đầu nó hút nó phà người ta, tôi nói cái xe nó toàn là khói thuốc lá, cho mình cái mùi trời nó ngọt quá trời, nó khó chịu. Tờ, hồi nãy thì mình thấy cái mắt mình thấy cảnh sắc, mình nổi sân, bắt đầu mình quán cái tâm sân nó mất, rồi bắt đầu cái tai của mình nghe nó chở mấy tấn hàng, cái tâm sân nó lên, bắt đầu mình quán cái tâm sân nó mất, rồi bây giờ cái mùi bây giờ thấy không, đó nó hút thuốc, nó phà ra, cái tôi nói cái tâm của sự nó sanh khởi, nó cho mấy cái thằng này nó ngu ghê, mấy cái thằng này nó ăn cái thứ gì mà nó ngu quá đi, nó cái xe mà xe máy lạnh như thế này mà nó chở người ta như thế này mà nó hút thuốc nó phà đấy, chỗ này là bệnh làm sao đó. Cái nó sanh lên, khởi lên càm ràm, em bắt đầu sẽ thấy được gì, bắt đầu sẽ quan sát cái tâm sân, chánh niệm tâm sân trước, chánh niệm thế chậm nữa, bắt đầu cái nó hết hút thuốc, nó thuốc hút hết rồi, bắt đầu cái mùi thuốc nó cũng bớt đi, rồi bắt đầu sẽ trở lại tâm chánh niệm bình thường. À, thế nằm đó, bắt đầu nó đi ra tới, nó bắt đầu nửa đoạn đường rồi, rồi bắt đầu nó ghé vô một cái quán nữa đó, cái này nó chọc triêu ngư sư chứ phải, ghé một cái quán nữa, trò nó ăn mà nó hà hê, nó dê ngỗng, nó ngờ, nó chờ ở nó lâu thiệt là lâu, mà nó muốn chết luôn đó. Cái sư ngồi đó, cái đầu cái sư có một hộp cơm thì đem theo, hồi sáng thì mua cái đem theo hộp cơm, tại đi trên đường khó ăn lắm, không có bán cơm chay, cái trò lúc bây giờ không dám xả cái tâm, thì luôn lúc nào sư cũng tác ý là chánh niệm đó, tại cái tâm lúc bây giờ nó nhạy cảm lắm, tại nó đã có cái ý với chiếc xe này rồi, với lại cái nhóm này rồi, là nó ưa xanh lên dữ lắm, mà có gì là nó nhảy lên à. Cái sư vô cái à, vô cái sư rửa mặt sư đồ xong xuôi, cái sư ngồi nó sẽ ăn cơm, mà cho thấy cái chỗ này trời nó đông đúc mà nó ngột ngạt vậy lắm, cái sư ngồi sẽ ăn, thì sẽ đang ăn ở đây thì thấy cái bên cái bàn kia ngồi cách sư khoảng chừng
khoảng chừng 2 mét á, tự nhiên có một cái bà già tầm khoảng 60 tuổi á, mà cứ ngồi đó bà cứ dòm qua bên sư bà à đó. Mà ở trong cái quán thì chỉ có mình sư là người tu thôi à, bà ngồi hình như là chỉ 4 5 đứa con trai á, bà cứ dòm nó ra hoài, cũng cái bà này sao bà cứ dòm mình hoài vậy cả đó. Cái thằng chập nữa, cái sư đang ăn gần hết cơm, bà đi qua, bà đi qua cái bà hỏi sư cụ ở đâu vậy, nói dạ ở Đồng Nai. Hỏi sư cụ đi đâu vậy, nói dạ đi về nhà. Bà nói thân ngày Tết gặp sư cụ giữa đường để lì xì cho sư cụ 100 ngàn. Tì xì cho sư cụ 100 ngàn. Cái tôi nói trời, giữa đường mà cũng có những người làm phước ha, cũng hay đó. Cái sư ngồi đó sư ăn, sư quan hỷ, biết không, sư quan hỷ là quan hỷ, không phải là quan hỷ cái tiền mà quan hỷ cái nhân á, quan hỷ cái việc làm của cái bà cụ đó. Một cả một cái đám người đông như tự nhiên có một người bước ra họ biết làm phước đó, quan hỷ cái hành động của bà đó. Thử ra sư vui vẻ quan hỷ cái hành động của bà, tùy hỷ hành động của bà. Rồi sư ngồi sư ăn, bắt đầu cái gì không biết, nó lên xe, xong rồi bắt đầu cái nó lên xe xong á, mình cứ vừa lên xe bắt đầu mình mới có vừa nằm xuống nữa, bắt đầu nó lấy thuốc lên hút nữa đó, nó hút nữa, nó phà nữa, trời, bắt đầu cái nó nổi lên tâm sân nữa. Quán quán tiếp, tu tập tiếp. Nhưng mà sư nghĩ rằng ô trời, cái phương pháp thiền này hay ghê, nếu như mình nghĩ rằng là nếu mà mình không có hành thiền thì mình nổi sân chắc mấy tiếng đồng hồ, chắc mình về nhà chắc mình bởi tim mình chết quá. Thấy không, mắt thấy cảnh sắc, rồi tai mình nghe âm thanh. Rồi bắt đầu cái mũi của mình nó ngửi cái mùi, như vậy thì 6 căn của mình nó tiếp xúc với 6 trần, nó khởi lên tâm sân. Mình nhờ mình có tu thiền, bắt đầu mình quán chiếu, mình nhờ mình quán chiếu vậy thì nó hiểu được cái đặc tính của tâm sân là nó rất là khổ, rất là kinh khủng. Cái gì thì bắt đầu tiện suy nghĩ là một cái bài Đức Phật nói rằng là nếu mà mình sống á, mà mình nương tựa vào người khác á, là mình sẽ bị đau khổ. Mình muốn làm theo ý với mình á, mà không được là mình sẽ bị đau khổ. Mà mình sống mà mình phải nương tựa vào chính mình, có nghĩa là sao? Mình nương tựa vào chính mình có nghĩa là mình nương tựa vào cái trí tuệ đó, là cái chánh niệm á. Thì do nào mình có trí tuệ và mình có chánh niệm, do nào mình có tu thiền á, thì nó vừa sanh khởi lên đó là mình chánh niệm liền. Trong từng khoảnh khắc nó sanh khởi lên mình chánh niệm liền, thì bắt đầu tự cái tâm bất thiện nó bắt đầu nó đưng lại, rồi một chập nữa nó mất đi. Trò sẽ thấy quá là hay, sư quan hỷ vô cùng luôn. Sư nghĩ rằng là sư phải đi cái chuyến đi này cho tới cùng luôn, sư không bỏ xe. Mấy mấy trước là sư bỏ mấy lần đó. Tại sao cái này cái cảnh nó vậy, cái cảnh nó nghịch cảnh, thử là mình thấy tâm mình nhiều hơn. Từ khi mà cái cảnh nó tốt quá mình lên đó mình nằm mình ngủ à, mà do nó cái nghịch cảnh như thế này á, thì trên nó cuối cùng mình cũng cảm ơn chiếc xe đó. Cũng cảm ơn chiếc xe nó làm cho thấy được cái tâm sân của mình, cái tâm phản ứng của mình. Chứ hồi nào giờ mình tu thiền tu đồ mình thấy cái cảnh đó, do nó cái cảnh chùa chiền, cái tâm nó ít có ai chọc cho mình sân đó, thế ra mình không thấy. Bây giờ mình thấy bây giờ có cảnh thì tâm nó sanh, thì sư mới nghĩ, sư mới nghĩ là đúng rồi ha, đúng cái người cái tôi cái ta là cái tục đế nó, còn cái cảnh của nó cái tâm nó sân là cái này là chân đế nè. Mà thấy không, mà chân đế thì nó có sanh có diệt à, đó thì mình nắm vô cái gì đó, thấy không, nó có cái gì đâu nắm, cho tôi quan hỷ vô cùng luôn nè. Thì nói gì quý vị nghe kịp không quý vị? Đây là chia sẻ kinh nghiệm trong trong chuyến đi về Phan Rang nha. Dạ nghe kịp à. Thưa sư, Đó. con có câu hỏi là con hỏi được không ạ? Dạ, thì con cũng thấy là bản thân con là cũng hay bị cái tâm sân trong gia đình đó, thì làm phiền. Thì khi 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 mà tức là hắn kiểu như hắn lên á, mà lúc đầu thì mình chưa biết, mà tới lúc mà con biết rồi á thì hắn dừng lại. Tới lúc mà con thấy được cái mình đang lên cơn giận rồi Cô á nói tiếp đi. thì hắn dừng lại. Dạ, khi mà hắn dừng lại như thế rồi thì đúng 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 là hắn có lên rồi hắn sẽ dừng lại. Cái sau đó cái hắn lên rồi dừng lại như thế, mà con thấy là kiểu như là con không có biết được hết là tại đang mình lại giận như thế, tại vì lúc mà hắn vừa lên mình con đâu có biết đâu, cho nên là con cái tới tới khúc đó thì thực ra là con muốn hiểu được là tại đang con lại giận như thế, cho nên là thực ra cái câu hỏi của con thì cũng không có rõ đâu. Mà con kiểu như là con đang muốn hiểu được kỹ hơn là tại đang con lại giận như thế kìa, để mà từ từ con thay đổi bản thân. Dạ thì đó là câu hỏi của con. Nó có cái sự suy nghĩ trong đó, đó hiểu không, nó trái ý đó, nó trái ý mình, thử ra mình không có thích đó, hiểu không, do nó cái sự suy nghĩ đó, nó suy nghĩ làm cái này là mình không có đồng ý nè, do nó cái sự suy nghĩ đó nó không theo như cái ý của mình, hiểu không, nó không theo theo, theo cái ý của mình, thì từ cái chỗ đó bắt đầu cái tâm sân nó lên
Tâm sân là sao? Tâm sân có nghĩa là một cái tâm á, là nó phản ứng với cảnh, nó phản ứng với cảnh, nghịch cảnh á, nó không có hài lòng á, thì do nó cái sự phản ứng đó là gọi là tâm sân. Thì cô phải hiểu được cái nguyên nhân đó, cái tâm sân này nó sanh lên thì cô coi thử nó đi tới mấy căn. Chẳng hạn như mắt mình thấy mình sân như nãy, thì không, mắt thì thấy là tôi nổi sân, tai thì nghe thì nổi sân, mũi thì ngửi cái mùi thuốc lá thì nổi sân. Thì bây giờ cô coi thử cái nổi sân này nó lên cái căn nào, lên căn nào. Nhưng mà quan trọng á, bỏ những cái đó đi, bỏ những cảnh ngoài thì quán cái tâm. Cô hiểu á, cô hiểu Phật nói á. Nếu mà mình ngày nào mà mình còn theo cái phương pháp của Phật á, là mình không bị phiền não nó quậy, nó không có làm cho mình đau khổ quá dài. Còn nếu mà mình không có hiểu được cái phương pháp của Đức Phật dạy á, thì mình đi theo nó, mình đi theo nó không ngu luôn á, mình đi theo nó làm cho mình bị phiền não hết hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác. Có đôi khi 1 2 tháng sau người ta nghĩ là cái chuyện đó, người ta cũng cảm thấy rất là phiền não nữa đó. Như là mình nuôi dưỡng cái tâm bất thiện đó mà mình không có biết đó. Còn bây giờ mình dùng chánh niệm, mình chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa là nó hay biết, mà thấy, chánh niệm là thấy, thấy được cái tâm đó, mà thấy được cái tâm đó là cái tâm bất thiện. Khi mà thấy được cái tâm đó là cái tâm bất thiện đó, thì cái trí tuệ nó biết rằng là cái đó là cái tâm bất thiện đó, thì nó loại bỏ. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của cô đó, là cô nói rằng trong cái cuộc sống hàng ngày á, cái tâm sân của cô nó sanh lên, mà cô không 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 có hiểu cái lý do nào, cô không hiểu như thế nào mà nó sanh lên. Nó có á, nhưng mà có đôi khi cái tâm sân của mình nó rất là vi tế, mình cũng bắt gặp được, phải không? Cái tâm sân mà chẳng hạn người ta chửi mình hay là người ta nói mình, thì bắt đầu mình cảm thấy rằng là mình bực bội khó chịu liền, thì cái tâm sân này rất là thô thiển. Là nó có nhiều từng từng lớp lớp những cái dạng tâm sân. Có những cái tâm sân khó chịu nó sanh khởi lên á, người ta chỉ nhìn mình thôi mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, hay là mình suy nghĩ tới một cái đối tượng nào thôi mình cũng cảm thấy rất là khó chịu. À, thì những cái tâm sân này được gọi là tâm sân vi tế. Nhưng mà thật sự ra mình thấy rằng là mình không có chửi ai hết, mình cũng không đánh ai hết, nhưng mà nó chỉ suy nghĩ thôi mình đã cảm thấy rất là khó chịu, thì cái đó là cũng là tâm sân, tâm nó phản ứng mà một cách rất là vi tế. Thì bây giờ quan trọng nhất là cô phải quan sát, cô phải cái chánh niệm của cô nó nhiều lên thì cô mới thấy nó cái tâm sân này nó sanh khởi lên nó từ đâu. Cô không có thay đổi được cái hoàn cảnh ở bên ngoài đâu, mà cô muốn an vui trong cuộc sống là cô phải thay đổi cái tâm của mình. Nếu mà người nào mà hành thiền tới niệm xứ mà đúng lời Đức Phật dạy, dù mình sống trong một cái hoàn cảnh rất là phức tạp, nhưng mà mình có tu á, thì cái sự phức tạp và đối với những người tu thiền này nó không có khó khăn. Tại luôn luôn lúc nào họ cũng giữ chánh niệm, luôn luôn lúc nào họ cũng giữ chánh niệm hết trơn. Thử ra dù cái hoàn cảnh nó khó khăn nhưng mà cái tâm họ luôn luôn nào không duy trì được cái đó. Còn nếu như những cái người nào mà cái tu kém á, không biết cách tu á, hoặc là không có nắm rành được cái phương pháp tu á, thì sống ở trong một cái chỗ mà rất là phức tạp và cái tâm của mình nó phiền não theo luôn, mình không có làm được đâu, mình bực bội khó chịu, mình cảm thấy lúc nào cũng bất an hết trơn á. Những cái bối cảnh xung quanh, tao chỉ nhìn cái bối cảnh nào mình làm nó chẳng hạn là trong công sở, rồi ngay chỗ bạn bè, rồi ngay chỗ bạn đồng nghiệp, rồi bắt đầu trong gia đình. Nếu mà mình không tu, mình không hiểu được cái tâm mình tâm gì á, mình không có dùng dùng thiền tứ niệm xứ để mình duy trì hàng ngày đó, thì mình sẽ bị cuốn hút theo, mình gọi là bất an á. Là cái tâm của mình bây giờ nó mệt mỏi lắm, nó mệt mỏi, mình cảm thấy rất là căng thẳng, rất là khó chịu. Nhưng mà cái tâm của mình mà nó bất thiện gì á, thì nó ảnh hưởng tới cái thân luôn, ảnh hưởng tới cái thân luôn. Tại lúc bây giờ khi mà mình giận hay mình buồn thì mình cảm thấy là mình ăn không có ngon nữa, vì để ý rồi vì ăn không có cảm thấy không có nó không có ngon lành nữa, mình cảm thấy một cái cảm giác nó rất là mệt mỏi đó. Nhì là một không không khí rất là ngột ngạt, cho thấy rằng là mình không có biết cách tu. Còn bây giờ mình đổi lại, khi mà cái tâm bất thiện mình nó sanh khởi lên, là mình sẽ biết nó từ trong trứng nước á, từ trong trứng nước. Bởi vì thấy là sư là cái người có tu đó nha, sư là cái người có tu thiền đó, mà sư là giữa pháp học pháp hành đó. Thành thử ra khi mà nó sanh lên như vậy là sư đó, sư mới làm cho nó đứng lại đó. Mà thấy rất là kinh khủng không? Như vậy thì sư nghĩ rằng là đúng là Phật dạy rất là hay, có cảnh là tâm nó sanh, không có tôi nghe cái gì, tôi là mình phải nói tục đế cho ta biết thôi. Bây giờ sư mới hiểu, càng ngày sư hiểu rất là rõ. Vậy sư trả lời được cái câu của cô chưa? Bây giờ sư nói nhiều quá bắt không kịp. Dạ cũng cũng không phải là dạ mà đôi đôi khi là con lại Con nói sao? dạ con nghe mà con cũng chưa hiểu lắm câu trả lời, nhưng mà con chỉ biết là cứ cứ mình cứ tiếp tục vào thực hành thôi ạ. Nó như thế này nè, chẳng hạn như bây giờ ví dụ cô nổi tâm sân, nhưng mà cô coi thử cái lý do cô nổi tâm sân nó từ đâu.
à, đúng không? À, cái lý do mà mình khó chịu á, mình coi thử nó từ đâu, nó từ mắt của mình thấy hay là tai mình nghe, à, hay là hồi lỗ mũi mình ngửi hay là mình suy nghĩ, à, nó không ngoài sáu căn đâu, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó tiếp xúc với sáu trần, mà nó có hai cái, một cái là cái cảnh mà tốt á là mình thích, chẳng hạn như những cái người mà cô tiếp xúc đó, họ đối xử cô tử tế, à, họ ga lăng với cô, họ yêu thương cô, lúc nào họ cũng mềm mại dịu dàng cô, thì bắt đầu tiên cô để ý rằng là mình rất là thích, mình thật cảm thấy rất là hài lòng, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, thì cái đó là tâm tham. À, cô nắm bắt kịp ha. Rồi cũng là tiếp xúc, nó không có ngoài sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì cô coi thử cái tiếp xúc sáu trần này đó, bất cứ ai đó, chồng vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ, bạn bè, thân quyến, à, nó đi xuyên qua những cái sự tiếp xúc là mắt tai mũi lưỡi thân ý, cô coi thử cái tâm sân của cô nó sanh lên khởi lên nó từ cái căn nào, à, tại sao mình phải sân, mình phải hiểu từ đó thì mình chánh niệm cái tâm sân đó, cái gì thì sẽ giải thích rất là dễ đó, sao đâu có gì đâu khó đó, thì mình cứ quan sát sáu căn tính sáu trần đó, thì nó sanh lên từ cái chỗ nào, hồi nãy là tham đó, bây giờ vì một cái lý do gì mình cảm thấy mình khó chịu đó là sân, tại sao cái hồi nãy thì cảnh tốt, bây giờ thì cảnh xấu nè, vậy theo giờ cái gì, cái câu này hiểu chưa? Dạ con đi thì con hiểu rồi. Đó, nó vậy đó, nó không có khó đâu, mình phải để ý à, tại sao mình bực bội, tại sao mình phiền muộn, tại sao mình khó chịu là từ đâu đó, từ đâu, từ cái lời nói của người khác, là từ cái sự suy nghĩ của mình, sự suy nghĩ của mình nghĩ xấu về người khác, à, hay là cái người đó họ họ đã có một cái gì xấu rồi, bây giờ mình nghĩ tới người đó là tâm sân mình nó lên, à, nhưng mà mình không hiểu rằng là tâm á, của người đó thì nó luôn luôn nó cũng thay đổi, mà tâm của mình á, thì nó luôn luôn nó thay đổi, mình nắm vào đó, mình giữ đó, mình đưa cái tôi vô đó, phải làm theo cái ý của mình thì mình mới chịu, và nó trọc ý của mình thì mình nổi sân đó, thấy cái phương pháp của nó không? Con muốn xin góp ý chỗ này, con nhớ là sư Trí Dũng cứ nhắc nhở tụi con hoài á, là cái cặp á là suy nghĩ và cảm xúc đó sư, luôn luôn là suy nghĩ thì đưa tới cảm xúc, tâm sân hay là bực bội khó chịu, phiền não lo âu này kia là đi từ cái suy nghĩ á. Thành ra cái sư nói rất là đúng á, đầu tiên là phải coi suy nghĩ cái gì mà làm cho mình bị sân đó, cái cặp đó là cái cặp mà sư Trí Dũng nhắc nhở đó là chân đế á, mình phải quan sát cái chân đế á, thì nó sẽ không có phiền não. Còn nếu mà mình nắm cái tục đế, mình cứ nói ông này bà nọ, ông kia bà nọ nói tôi, mình cứ bắt theo cái nội dung của câu chuyện là mình bị nó dẫn theo suốt ở trong cái câu chuyện đó luôn, mình Đúng không có rồi, quan sát. Dạ thì con nhớ, con góp ý vậy, con cảm ơn sư. cái đó là đúng đó, cái đó là mình hiểu đúng chính xác là nó như vậy á, tại vì mình suy nghĩ cái gì mình mới nổi sân, mà cái suy nghĩ nó từ thô tới vi tế, là có đôi khi nó suy nghĩ rất là vi tế mình không thấy luôn á, à, nhưng mà nó có suy nghĩ đúng á, thấy không, mình chỉ có chánh niệm á thì mình mới thấy rõ, chánh niệm của mình nó dày á, liên tục á thì mình mới thấy, à, trời, dễ sợ thì cái chứ không phải, không phải đơn giản, phiền não mà muốn cắt của nó bỏ đi đâu phải đơn giản, cái kéo của mình nó lục quá nó cắt nó cứ nhầy 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 à, rất là khó luôn á, rồi chưa, rồi được được chưa, nếu mà được rồi thì sư thiết tiếp cái bài này, Dạ, được rồi ạ. à bây giờ có câu hỏi nào nữa không, cứ giao lưu thoải mái, lâu lắm cái gì mới gặp lại sư nha, bây giờ ngày mai là sư vô đó là thứ sau, tuần sau là sư đi mổ mắt đó, mổ mắt bắt đầu sư bây giờ sư phải nghỉ ngơi, à, nghỉ ngơi chứ vừa mổ mắt ra là không có hoạt động được liền, là tại vì ta mới có để cái miếng thủy tinh vô thôi, nó chưa có dính vô, thậm chí anh đây mình ngủ mình phải lấy tay mình phải cột cái giường nữa, cho mình dụi lên cái là nó rớt cái miếng nó ra là mình càng chết nữa, à, thì suy nghĩ ít nhất cũng phải là từ 10 ngày á, à, rồi bắt đầu mới 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 hoạt động lại được, à, thì bữa nay là cái bữa cuối trong cái kỳ mổ mắt đó, quý vị có cái gì mà trao đổi hay là thắc mắc gì đó thì cứ trao đổi về Phật pháp, còn không thì sư tiếp tục sư thuyết. Vậy giờ tiếp tục thuyết nha. À, sao? Dạ, tiếp tục xin. Dạ. Tôi cũng À, à, tiếp tục thuyết nha. Cái bài này hay lắm. Bây giờ thấy cái kinh nghiệm không? Cái kinh nghiệm của thiền tập của tứ niệm xứ không? À, như vậy là mình phải nhớ nha. Khi mà bây giờ gặp được thiệt,
Thì cái niệm xứ là quý vị nghĩ rằng là đây là một cái chuyện là gọi là hy hữu á, gọi là hy hữu á, là hy hữu mà mình gặp được á một cái nhân duyên nào rất là đặc biệt. Mà bây giờ mình biết được cái thiền tứ niệm xứ này từ một cái việc giác ngộ, thì mình nên nhớ kỹ rằng là đây là một cái hạnh phúc rất là tuyệt vời. Hệ sống mà có thiền thì trí tuệ sanh. Ở trong kinh đó, Đức Phật nói hệ có thiền là trí tuệ sanh, mà không có thiền là trí tuệ diệt. Nếu mà mình không mình sống mà mình không có hành thiền á, là mình chỉ sống với tham sân si mình thôi. Nên nhớ kỹ điều đó là mình hiểu rõ nhất. Sống mà có thiền á là có chánh niệm và có trí tuệ, thì trí tuệ nó sanh á, thì khi mà trí tuệ nó sanh á thì phiền não nó không có. Trí tuệ là sao? Trí tuệ là hiểu biết nhân quả. Hiểu biết cái sự suy nghĩ nào là bất thiện, cái sự suy nghĩ nào là thiện. Rồi cái quả nào là tốt, quả nào là xấu. Có trí tuệ hiểu. Mà không có trí tuệ là không hiểu. Chẳng hạn như bây giờ xin nói lại vấn đề cái bài kinh này. Đức Phật nói rằng là hãy sống nương tựa vào chính mình, đừng có nương tựa vào người khác. Mà mình sống á, mình mong rằng là cho người khác. Bởi vì thấy vợ chồng á là thường hơn muốn nương tựa vào người khác. Nhất là cái người người nữ á, họ muốn rằng là cái người chồng của họ là phải quan tâm họ, là phải lo cho họ, là phải biết quan tâm cho gia đình. Nhưng mà cái người đàn ông mà họ không có làm tròn bổn phận của người chồng á, là bắt đầu cái người phụ nữ là phiền não dữ lắm. Là tại sao? Tại vì họ nương vào người đó. Nhưng mà họ không biết rằng là tâm của mình cũng thay đổi và tâm của người đó cũng thay đổi. Cái này là cái người tu mới hiểu được thôi, cái người không tu là không hiểu. Chưa có nói tới là bây giờ mình nương cho họ, bây giờ cho mình nương vào họ đi, cho cái người đó đi, họ thương mình đi, họ ở cho mình 50 60 năm đi, họ làm tròn bổn phận của một cái người chồng đi, họ lo cho con cái đầy đủ, họ có trách nhiệm bổn phận với người chồng, thì cái sự yêu thương này nó càng ngày nó càng tăng lên nữa, đúng không quý vị? Quý vị mà quý vị khi quý vị lấy chồng ha, quý vị tự nhiên mình có phước đó, gặp một người chồng lo cho quý vị đầy đủ. Người này không có nhậu nhẹt, không có cờ bạc, không có bù nhí, không có lăng nhăng cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà cái người này rất là yêu thương mình, lúc nào cũng quan tâm mình. Thì quý vị nghĩ rằng là cái đó là cái gì? Hạnh phúc mà. Quý vị nghĩ rằng là hạnh phúc này có thiệt á, nhưng mà nó bấp bênh lắm. Khi nào mà quý vị gặp một cái đối tượng nào mà như vậy á, thì cái tâm ý luyến ái của quý vị nó càng mạnh, nó càng gắn bó và nó càng sâu hơn nữa, nó càng dính liền hơn nữa, mà nó dính chặt, rất là dính chặt đó. Thì nên như kỹ đó, thì hạnh phúc của thế gian nó càng nhiều chừng nào thì với cái tâm ái gì nó càng nhiều chừng đấy nữa đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng một ngày nào đó cái ông chồng đó ông mới già đi, ông không còn đẹp trai như ngày xưa nữa, rồi bắt đầu ông bị tai nạn, rồi ông bị tiểu đường, ông bị tim mạch, rồi bắt đầu đi ngày nào bắt đầu ông già rồi, răng rụng hết, tóc bạc hết, nó còn sơ sát như một bộ xương khô. Thì lúc bây giờ mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là chán chường, quý vị thấy không? Rồi bắt đầu cuối cùng rồi mình sợ là mình phải xa người ta, hoặc là người ta xa mình, là tại vì mình sống tâm ái mà. Tâm ái là nó muốn giữ đó lại, muốn giữ đó lại, muốn sống với cái đó. Nhưng mà đời thì vô thường, đời thì vô thường luôn, nó thay đổi từng sát na một. Như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta bám vào cái hạnh phúc của thế gian, bám vào cái người bên ngoài, là chúng ta sẽ bị đau khổ về sau nữa. Chưa nói tới chúng ta mà luyến ái với cái người chồng, người vợ hay là người con nhiều như vậy đó. Thì đến một lúc nào đó thì tất cả mọi người, mình không có bỏ họ thì họ phải bỏ mình. Rồi đến cái giờ lúc mà đi á, chuẩn bị mà qua một cái thế giới khác á, mà mình là cái người bị kém tu tập, không có hiểu cái gì vấn đề mà tâm thiện tâm bất thiện á, mình đi với một cái trạng thái tâm á, mà nó yêu thương, nó dính mắc, nó bồn chồn, nó phóng dật, nó ngậm ngùi như vậy á, thì quý vị đi về đâu? Quý vị đi về đâu? Tại sao giờ giờ phút cuối cùng là cái tâm bất thiện không à, nó không đi lên được. Nó không đi lên được. Lúc mà bây giờ còn trẻ, bây giờ còn sống á, bây giờ có hạnh phúc á, nhưng mà toàn là tâm ái không à, nên là mật ngọt mà, mật ngọt của thế gian, nhưng mà cái mặt trái của nó là đau khổ lắm. Cũng như là một đồng tiền thì nó có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Cũng như cây hoa hồng, cho nó cây hoa hồng thôi, hoa hồng nó rất là đẹp, nhưng mà nó có gai. Thế mình nắm cái cây, mình nắm cái mình muốn thưởng thức cái hoa hồng nó đẹp đó, thì mình cầm để mình coi đó, thì mình cầm luôn cái gai của nó đó. Thì cái tâm mà tâm hạnh phúc, tâm luyến ái, tâm dính mắc đó là một mặt, rồi đằng sau nó là một cái tâm sân nữa. Nếu mà những cái cảnh này bắt đầu nó bị thay đổi,
Như vậy thế gian chỉ là hạnh phúc tương đối thôi, đừng có mơ tưởng nhiều, đừng dính mắc nhiều. Càng đau khổ, sầu bi khổ não nó sanh khởi từ đó, đó. Buồn phiền, phiền muộn. Đó. Trời ơi, gỡ ra khó lắm cái gì, phải tu à. Đó, thì đọc tiếp cái bài này. Sẽ có ghi, tôi sẽ có một, có hai, có ba. Này. Thì đọc lại này. Hãy sống tự mình làm hòn đảo chính mình. Này các tỳ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình. À, không nương tựa một ai khác. Thấy không? Nãy giờ giải thích câu này đó. À, hãy lấy pháp làm hòn đảo. Lấy pháp làm đảo nghĩa là sao? Có nghĩa là mình luôn luôn để mình tu hành, mình có trí tuệ để mình hiểu. À, mình hiểu tâm mình là tâm gì, tâm là tâm gì. À, cái tâm đó có nên nương tựa hay không? À, chẳng hạn như bây giờ bây giờ mình đang có một cái nhà đẹp, ha, mình đang có một cái nhà đẹp, mình đang có một chiếc xe, mình đang có công ăn việc làm, thì cái đây là cái quả, đây là cái quả nha. Mình trong cái thời niên thiếu độ tuổi khoảng từ 20 hay là 25 30, nam nữ không cần biết. À, xin nói lại nè, có một cái nhà đẹp, có một chiếc xe đẹp, ha, có công ăn việc làm đầy đủ, à, có một người vợ đẹp hay là người chồng đẹp gì đó, à, có một hai đứa con nữa. À, những cái ngày mình đi làm mệt mỏi về rồi bắt đầu có vợ có chồng có con có cái sum họp trong gia đình. À, nhưng mà quý vị có nghĩ rằng là một ngày nào đó một cái cơn bão lửa nó quét qua như cái đảo Hawaii không? Có khi nào người ta nghĩ cái chuyện đó là sau này một cái cơn bão lửa đi ngang qua hết rồi bây giờ mình không còn ai chỉ còn mình không? Mà đâu giờ mình nghĩ phải không? Nhưng mà nó có xảy ra. À, nó có xảy ra thì cái quả này bắt đầu nó thay đổi. Nó thay đổi từ cái quả tốt này á, bắt đầu nó thay đổi rồi nó không còn nữa. Khi mà cái cơn lửa đi qua rồi đó thì mình về lại cái chỗ mà mình đã từng sống hạnh phúc đó, thì bây giờ mình thấy lại những cái cảnh nó điêu tàn. À, người thân của mình chết, cái cảnh điêu tàn, xe không còn nữa. À, rồi tinh thần của mình nó bị suy sụp. À, như vậy thì thức nó thay đổi. À, thấy chưa? Trong cái bài này nè, ngài nói rằng là sắc thay đổi này, thọ thay đổi này, tưởng thay đổi này, hành thay đổi này, thức thay đổi này. Thức là bây giờ sẽ nói cho quý vị đó, thức là nó gồm luôn cả 121 thứ tâm, mà cái chỗ này tôi sư đây giải thích cho quý vị là quả thức đó. À, quả thức đó, quả thức và quả thức thiện đó là quý vị có hết tất cả những cái gì trong thế gian này tốt á, nhà cửa chồng vợ của cải công ăn việc làm, nhưng mà nó thay đổi. À, nhân quả là nó thay đổi. À, thế ra quý vị mới thấy rằng là tại sao cái ông này ông sanh ra ông giàu từ lúc còn nhỏ cho tới khi ông 40, cái giàu của ông tới đây thôi. À, cái giàu của ông tới đây thôi, cha mẹ của ông để lại cho ông rất là nhiều tài sản, nhưng bắt đầu từ năm 40 đổ về sau, từ đó tới khi mà cuối đời luôn là ông phải đi ăn xin. Cái gì thì nhân quả nó cũng thay đổi, là tại sao? Tại vì cái thời điểm đó mình cứ liên tục mà làm phước, bố thí hoài thì cái quả nó đổ, sau này mình dài mình giàu cả một cái đoạn dài vậy, tới một cái lúc nào đó là mình cái nhân bố thí nó không có nữa. Từ khi mà mình hưởng hết cái quả này á, hưởng hết cái quả bố thí này rồi á, thì tới khi mình hết cái quả rồi á, thì một cái đoạn ngày đó mình không có bố thí thì mình nghèo lại. Cái gì thì nhân quả nó cứ thay đổi. Rồi có nhiều người họ sanh ra đó, họ lớn lên thì họ rất là nghèo, nhưng mà tới khi nửa đoạn đường á, từ 40 bốn mấy đổ lên về sau bắt đầu họ giàu, họ làm ăn cái gì cũng được hết trơn á, mọi việc nó đi đến với họ rất là thuận tiện. Cái hạn như họ không, người ta bị thất nghiệp, họ không bị thất nghiệp. Một miếng đất ở trong một cái thời buổi rất là khó khăn, kinh tế rất khó khăn, nhưng mà người ta bán không được, nhưng mà họ bán được. À, như vậy thì nó không có nằm ngoài trong nhân quả. À, như vậy thì những cái này nó thay đổi liên tục mà mình không có hiểu, mình chấp vô, mình nghĩ rằng là cái đó là nó phải theo ý mình. Thành thử ra khi mà mình nương vào những cái nhân và những cái quả đó, nương vào những cái thức, những cái tâm đó, đó mà những cái tâm này là pháp chân đế, nó thay đổi liên tục rồi đó, thì mình sẽ bị khổ. À, mình sẽ bị khổ. À, nhưng mà mình nương vào chính mình là sao? Mình nương vào chính mình là nghĩa là chính mình ở đây có nghĩa là không có cái tôi cái ta, nhưng mà chính mình có nghĩa là chánh niệm và trí tuệ là thiện thiện pháp đó. Trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi này mà luôn luôn mà bởi vì có thiện pháp đó, là bởi vì sẽ hiểu rất là nhiều thứ. À, mà tâm có gì rất là mạnh mẽ. À, tâm có gì đó, bởi vì dù có gì ở một mình, bởi vì cũng không bao giờ bị cảm thấy rằng là mình cô đơn. À, còn nếu mà tâm mình yếu á, mình sống trong cả một cái rừng người mà mình cũng cảm thấy mình rất là cô đơn, không ai chơi mình trơn á, mình cảm thấy mình buồn tẻ gì đó, nhưng mà quý vị tu đi, quý vị có chánh niệm, mình có trí tuệ đi, quý vị làm theo những cái phương pháp mà Đức Phật chỉ đi, thì dù quý vị sống chỗ đông người hay là dù quý vị sống chỗ một mình,
hay là không có ai, hay là đến khi mà quý vị sắp sửa hấp hối thì tâm lực và trí tuệ của quý vị cũng rất là mạnh. Mình cần cái đó đó, mình cần cái đó đó. Nếu mà mình được tu như vậy hoài á thì quý vị sẽ sống trong cái gia đình của quý vị hơn, quý vị sẽ không bị phiền não, nhưng mà phiền não rất là ít. Tại sao? Tại vì do nó cái quá trình tu tập của quý vị á, do nó cái quá trình quý vị nghe pháp nhiều nè, hành thiền nè, nghe pháp nè. Hôm nay mà sở dĩ quý vị bớt phiền não như vậy á thì quý vị nhờ rất là nhiều nhiều cái nguồn thông tin tới các giảng sư, các pháp sư, các thiền sư đã thuyết pháp dạy thiền cho quý vị liên tục liên tục. Thử ra cái sự hiểu biết của quý vị, trí tuệ của quý vị nó cũng dựa đó mà nó sanh lên. Như cô Anh này nó cũng nói đó, cô có được những cái sự hiểu biết này đâu phải là tự cô hiểu biết, nhưng mà cô phải nghe pháp nhiều và cô phải hành thiền nhiều đó. Thì thử ra khi mà cô hành thiền, cô nghe pháp nhiều đó thì cô hiểu đó. Thế không? Như vậy thì mình phải nhờ đó, mình nhờ pháp, mình nhờ nghe pháp mà bắt đầu mình phát sanh được trí tuệ. Và khi mình phát sanh được trí tuệ thì mình nhận ra ngay là phiền não không có lợi ích gì hết, phiền não nó làm cho mình đau khổ thôi chứ chẳng có lợi ích gì. Thế ra bây giờ bắt đầu mình tự chọn mình sống với cái nào, mình sống với cái nào, mình sống với cái nào. Thấy không? Thì mình tự chọn. Khi mà người ta có trí tuệ đó, người ta sẽ chọn cách sống. Ta chọn cách sống là như thế nào? Thay vì mình không có trí tuệ đó, mình ưa buồn thương giận ghét, mình ưa chấp lắm đó. Nếu mà cái nào mà nó Phật Phật lòng Phật ý là bắt đầu mình cảm thấy mình rất là bực bội khó chịu, mà nhất nhưng chưa có nói tới những cái người đó mà họ họ là những cái địa vị cao nữa đó. Địa vị cao á thì càng phiền não nhiều, chẳng hạn là những cái người đó là họ làm ra được tiền đó, họ họ có công ăn việc làm đó, họ là trụ cột chính của gia đình đó, họ nuôi những người khác, thì những cái người này họ dễ bị sân lắm. Cái gì thế ra những cái người đó thì cần phải tu nữa. Trời, Phật pháp sẽ thấy kỳ diệu lắm. Quý vị tu đi rồi mỗi khi mà quý vị tu, quý vị hiểu được pháp ha, trời, cái tâm tư của quý vị nó cảm thấy nó tràn ngập cái niềm hạnh phúc mà khi mà quý vị theo được cái đường lối của một cái bậc giác ngộ. Mà khi mà quý vị hiểu được cái điều này rồi ha, vàng bạc ngọc ngà châu báu nó không thành vấn đề nữa. Những cái đó là vật chất thế gian thôi, tuy rằng là bình thường người ta có cái rất là quý, nhưng mà quý nhất là cái tâm của mình nó có chánh niệm và trí tuệ, nó còn quý hơn nữa. Quý vị nghĩ như thế nào mà một cái người mà vàng chất đóng nó hột tròn đỡ cả rổ mà tới giờ khi một lúc nào đó rồi bắt đầu tự nhiên họ nằm đó, bác sĩ nói rằng là còn 6 tháng nữa chết, thì những cái phước vật này nó cũng đâu có giúp cho họ được cái gì đâu. Nó cũng chỉ trong một cái thời điểm nào thôi, là mình còn mạnh khỏe, mình chưa có bệnh, thì mình ăn xài mình tiêu pha, mình đi du lịch chu đồ, mình chơi đó, hoặc là thí dụ những cái sự khó khăn thì mình nhờ cái đồng tiền này để nó giải quyết cho cái sự khó khăn của mình thôi. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng là một lúc nào đó những cái tiền này nó sẽ không có giải quyết được cái gì hết trơn á. Nó là phải tự ở cái thời điểm nào nó có giá trị, đem lại cái hạnh phúc tương đối ở thời điểm nào. Nhưng mà một lúc nào đó tiền mà chắc như núi luôn, mà mình nằm ở đó là bắt đầu trong ngũ tạng lục phủ ngũ tạng của mình nó nát hết rồi, thì giờ tiền cái chất đóng cũng đâu có làm được gì đó. Thì ở cái chỗ này mình nói rằng là tiền nhiều để làm gì nè, chứ trước đó người cần tiền đó, trước đó người ta cần tỉnh tài tỉnh, tỉnh lọc chứ. Hãy như người ta đi xe đi cộ đi chữa bệnh chữa đồ, như xe đi mổ mắt thì cũng cần tiền đó, ví dụ vậy đó. Thì tiền ở trong cái lúc này á, phước báo trong cái lúc này rất là cần thiết nhưng mà nó không phải là tất cả, nó không phải là tất cả, nó là phương tiện để cho mình sinh hoạt thôi. Bây giờ mình càng tu mình cảm thấy rằng là trời, cái lời của Đức Phật nó hay quá. Cái suy nghĩ mà cứ làm theo, người ta nói rằng là ủa cái đạo Phật thì mình sống thì mình lo sống, thì mình sống mà nghĩ tới chết để làm gì. Nếu mà mình sống mà mình nghĩ rằng mình sống hoài á thì mình ưa dễ bị phiền não lắm, mình chấp tội ta nhiều dữ lắm. Mà mình sống mình nghĩ rằng là mình sống mà cái sống của mình nó sẽ đi dần về cái chết, mà chắc chắn là cái điều này là sự thật, sẽ không bao giờ sai. Cái chắc chắn là cái điều này là sự thật, cái khổ của cái đi tới cái chết là sự có thật. Thế ra khi mà mình đã hiểu được cái điều đó, hiểu được cái lời của Phật dạy đó, thì mình lo sắp xếp thu dọn hành trang hành lý sống như thế nào. Tuổi càng cao thì nó đi kề cận tới cái chết. Thế ra cái người mà họ nghĩ về cái chết thì họ sống rất là khỏe, chứ không phải nghĩ về cái chết sống thì bi quan. Phải. Cái người mà nghĩ về cái già cái chết mà sống bi quan là cái người đó nghĩ không có đúng lời Phật dạy. Mà cái người nghĩ rằng là mình sống nhưng mà mình phải chết, tại sao phải có sanh là phải có tử? Mình không có hiểu cái điều đó, mình chỉ hiểu là có sanh thôi. Mình hiểu có chết là mình hiểu hời hợt lắm, đôi khi mình không muốn hiểu nữa.
mà có thể có trẻ là phải có già, nó đi song đôi, phải có sanh là phải có tử, mà có trẻ là phải có già. À, nên nhớ kỹ cái điều này. Hễ mà có mạnh khỏe là phải có đau bệnh. Đó. Như vậy thì mình đã hiểu có cái này là có cái kia. Hễ mà có trẻ mà bám vô cái trẻ, bám vô cái khỏe. Đó. Cho mình là cường tráng, cho mình là khỏe mà chấp vào đó thì khi mình nó già đi thì mình khổ. Đấy. Trong cái trẻ này thì đã có cái già rồi, tiềm ẩn á. Trong cái sanh ra cái sinh hoạt thì đã có cái, trong cái sanh này đã có cái tử rồi. Không có làm sao được hết trơn á. Vô thường, vô não, vô ngã mà mình không có làm gì được hết trơn á. Bằng trí tuệ á, mình hiểu được cái tính chất của nó. Để bởi vì cái người hành thiền người ta hiểu cái này nhiều lắm. Ngồi nhắm mắt lại, quan sát hơi thở, thấy tâm suy nghĩ liên tục. Rồi mình muốn nó dừng lại, nó đâu có dừng, nó suy nghĩ liên tục, liên tục, liên tục. Người ta thấy từng sát na, từng sát na, từng chập tư tưởng nó cứ đua nhau. À, nó đua nhau mà nó không có của ai cả. Đó, thì lúc bây giờ người ta mới hiểu lời Phật dạy, đi xuyên qua cái vấn đề mà tu thiền đó. Đó, giờ sẽ nói tóm lại cái bài pháp này. Đọc thêm cái phần dưới này nữa này. Hãy như lý quán sát. Hãy như lý quán sát là phải như lý tác ý á. Sầu, bi, khổ, u não do nguồn gốc gì mà nó sanh ra, do cái gì mà nó làm cho nó hiện hữu, do cái gì mà nó sanh ra những cái sầu bi khổ u não. Đó, tôi và của tôi chấp vô đó. Nãy giờ suy giảng đó. Đã, nương tựa vào nhân quả, nương tựa vào những cái mà mình có, cái đó thay đổi đi mình đau khổ. Đã, nương tựa vào cái tâm của mình mà cũng đau khổ nữa. Nương tựa vào cái tâm theo cái ý của mình nó cũng đau khổ. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu. À, cái chỗ này mới hay nè. Này các tỳ kheo, vô văn nó nghĩa là không có học, không có nghe, mà còn phàm phu nữa là chết chết rồi. Thấy không? Vô văn nghĩa là mình không từng nghe pháp. Đó, mình không được nghe pháp, mình không được học Phật pháp, mà vô văn mà còn phàm phu nữa. Này các tỳ kheo, này là lời Phật dạy trong kinh đó nghe. Kẻ vô văn phàm phu, không thấy các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, nên cho sắc này là tự ngã, cho sắc này là của tôi, sắc này là của tôi, của vị ấy. Khi mà sắc bị biến hộ đổi khác thì sầu bi khổ u não sanh khởi lên. Khi mà mình chấp cái gì mà mình thấy á, hay là thân này của mình đó, nó có cái tôi cái ngã này, mình làm theo cái ý của mình á, đã mà nó trật đi ý của mình á là mình bị phiền não đó. Hôm bữa sư vô sư giảng pháp á, một cái lớp cho sư cả đợt này, sư cả cho tới 500 người xuất gia, mà cái lớp học kỳ này là chia ra làm hai, do nó đông quá thì 200 năm, khoảng chừng 250 vị là một bên, 250 vị là một bên, nữ nữ nam nam. Bữa đó là sư cả sư kêu sư có một cái bữa, là bữa sư nhớ là bữa mà mùng năm sư vô, mùng sáu thì tiếng Pháp, rồi chiều mùng sáu thì đi bộ. À đó, chiều sáu tay mà sư cả kêu sư là bảy tay là thiết hai bài pháp. À, hai bài pháp như vậy thì sẽ đâu còn thời gian nữa đó, sẽ đâu còn thời gian để mình để soạn bài nữa, là ngày mai sẽ đi đó. Tôi đi về là giờ tới chùa là 1 giờ, đó là 2 giờ lên thiết luôn đó. Nhưng mà tại sao tôi làm rất là được, là tại sao tôi hiểu Phật nói cái gì. À, như là trước đó là sẽ đã có một cái quá trình tu tập, lần thử ra hai cái bài pháp này sau khi sư thiết nó cho họ hoan hỷ vô cùng. À, chư tăng nó họ hoan hỷ vô cùng, rồi bên ni cũng vậy nữa, cho thiết xong họ ào lên, nó xin số điện thoại rồi quá trời, cũng làm muốn xui cào cào hết trơn. À, ngợp luôn. À, thế ra khi mà suy nghĩ rằng là mình làm lợi ích cho nhiều người, họ mới bước chân vô cái ngưỡng cửa tu hành vậy, mình cảm thấy rằng là mình chia sẻ Phật pháp cho họ, mình cảm thấy rằng là mình vui lắm cái gì. À, mình cảm thấy mình vui lắm gì, mình giúp cho họ hiểu. À, mình thử ra phải phải nghe pháp, phải hành thiền mới được. Đó rồi, vị ấy chấp thọ này, tưởng này, hành này, thức này, tất cả những cái này là mình nghĩ rằng là nó có cái tôi cái ngã trong đó. À, nói chung là ngũ quẩn á, chấp cho năm quẩn á, mà khi mà năm quẩn này là nó luôn luôn thay đổi. Thử ra cái gì mới thấy rằng là ủa, có lúc thì mình cảm thấy rất là vui hạnh phúc, mà có lúc mình cảm thấy rất là buồn. À, có lúc mình thấy rất là sung sướng, mà có lúc mình thấy rất là đau khổ. Đó, nó thay đổi đó.
Còn có lúc mình cảm thấy rằng mình rất là tỉnh thức, mà có lúc mình cảm thấy mình rất là mê muội. Đó, nó thay đổi, thức nó thay đổi, hành nó thay đổi, thức nó thay đổi. À, thực ra khi mà mình hiểu được gì là mình không nắm gì hết trơn đó. Công việc nó tới đâu thì mình giải quyết cho đó. Được cái cô kia cũng nói chứ, thì giảng ở trong cái bên nữ thì có cái cô kia cũng nói rằng là có hai câu hỏi, bên nữ. À, bên nữ cái cô, cái cô đó là cô cư sĩ, cô nói chứ, là như vậy thì khi mà mình có một cái gia đình á, rồi mình có con á, thì mình có con thì mình muốn cho con của mình nó được nên người đó, nó khôn ngoan, rồi mình phải kèm kẹp cho nó. À, khi mà nó hư là mình chỉnh liền, à, để mình đưa nó từ cái chỗ xấu đến một cái chỗ tốt. À, mình bây giờ thì mình phải làm sao? À, bây giờ mình phải làm sao? Nếu mà quý vị thấy rằng là cái người mà họ đặt ra một cái câu hỏi, một cái vấn đề đó, là trong trong gia đình của họ có vấn đề rồi đó. Có vấn đề đó, con của họ nó không nghe họ nữa đó, nó bị hư rồi đó. Là từ cái lúc mà còn nhỏ đó, họ nghĩ rằng là họ nuôi dưỡng nó từ cái lúc mà bé bé đó, thì họ nói nó nghe. Nhưng mà tới khi bắt đầu lớn 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 lên, là từ ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, bắt đầu tới 17, 18 tuổi, bắt đầu nó hết nghe nữa rồi. Là nó làm theo cái thanh thân si của nó. Đó. Thì khi mà bắt đầu nó làm theo cái thanh thân si của nó thì mình đau khổ. Tập ý rồi. Tại tâm thức nó thay đổi là cái đau khổ. Đó. Sư mình nói rằng là chứ, mình làm chứ. Ví dụ mình có con, mình cũng muốn con mình nó nên người chứ. Mình cũng muốn nó sau này nó có nghề nghiệp chứ. Đó. Tại ai là muốn vậy, con của mình nó nên người mà. Bởi vì sao con nó nên người thì cái gì mà đỡ mặt nó mày với bạn bè. Đó, do nó cái đó mà bị phiền não đó. Nở mặt với bài mẹ, nở mặt nở mày với bạn bè, với chòm xóm, con của mình làm ông này bà kia, đang làm bác sĩ kỹ sư đó. Mình muốn như vậy mà cái ý mình muốn nằm ở trong á, mình muốn gì mà mình không có biết đó. Thử ra khi mà nó làm trật lại cái ý đó, hàng mình biểu đi học để thành bác sĩ mà nó ngồi chơi game đó, thì mình nổi điên. Thử ra sẽ nói rằng là quý gì vậy, con có gì mà quý gì vậy, vậy bằng tâm thanh tâm si, nên thử ra bây giờ phiền não. Còn nếu mà quý gì đổi lại, quý vị dạy con quý vị là quý vị dạy bằng chánh niệm và trí tuệ đó, quý vị coi con của quý vị như là bạn vậy đó. À, nếu mà mình coi con của mình như là bạn là mình mới dễ tâm sự đó, mà nó cũng dễ cởi mở với mình nữa. À, nó không sợ mình, nó thấy mình không có áp đặt đó. Tại vì mình sống mà mình nghĩ mình áp đặt nhiều quá đó, mình hy vọng con mình nhiều quá đó, mình đưa cho cái tâm của mình nó chấp vô những cái hình tướng toàn là tục đế không à, bác sĩ kỹ sư nhà cửa ca cha con bạn bè, rồi mình phải gì rất nhiều thứ. Thế là khi mà nó trật cái là mình bị đau khổ đó, cái đó dễ gì đâu đó. Quý vị còn nghe sư nói cái gì Dạ con sư. à đó, cái cô đó hỏi vậy, quý vị nên nhớ kỹ tu đi, dạy con mình bằng chánh niệm và trí tuệ, bằng tâm từ tâm bi á, thì con gì nó sẽ nghe cho quý vị mà coi. À, mà bây giờ dù thí dụ quý vị không có mơ ước đó là mày vô đại học mày phải đậu với tao, là quý vị chết đó. À, chưa gì hết là bị áp đặt rồi, mong muốn làm theo ý mình rồi đó. Còn quý vị đổi lại đó, cha mẹ cứ lo cho con cứ học đi đó, cũng cứ học, ráng học vô đại học đi, rồi tùy theo khả năng con, đậu cũng được không đậu cũng được sao hết đó. À, đậu cũng được không đậu cũng được sao hết, con vẫn, nếu mà con đậu thì con cũng vẫn là con của mẹ, mà con không đậu con cũng vẫn là con của mẹ, đúng không? Dạy con bằng tâm từ tâm bi này, mà có trí tuệ này nè, à, tự nhiên nó thương mình nè. À, nó coi mình cũng như bạn vậy đó, nó không bị áp lực, nó không bị ghê, nó không bị sợ, nó còn chưa gì hết, trời mình la mình hét mình bắt nó phải vô đại học, phải đậu này kia cái nọ, rồi tao làm tao nuôi mày này kia nọ, rồi biết bao nhiêu tiền của, rồi trời mình làm tùm lum tà la cho nó. Nó sợ mình là bởi vì bởi vì nó làm cho mình là bởi vì nó sợ nó mới làm, áp đặt nó quá nó sợ nó mới làm, thử ra tâm nó không phục. Nhưng mà quý vị coi bạn, coi con quý vị như người bạn vậy đó. À, để cho nó rất là thoải mái. À, cái chuyện ở đây không phải là đậu hay là không đậu, nhưng mà tại 10 phần nhiều là do nó quý vị hết, thì biết sao, sư quên cắm cái phích điện, thiết gì là phải cắm cái phích điện trực tiếp vô. À, đó. Mà bây giờ chắc cũng hết giờ rồi đó. Đó. Thì tóm lược cái bài này nè, đó. Như vậy thì cái bài kinh này rất là đặc biệt mà rất là hay. À, nhưng mà sẽ nói chưa có đã nữa, nói chưa có hết nữa. À, nói chưa có hết nữa. Cho nên sư học đi pháp sẽ phân tích được nhân quả phải không? Đó.
Thì cái bài pháp này Đức Phật nói rằng là mình phải về nương tựa nào chính mình, có nghĩa là mình làm cho mình có chánh niệm, là trí tuệ, mình sống với thiện pháp đó, thì mình sẽ không bị phiền não đó. Còn nếu mà mình sống, mình nương vào nhân quả nhiều quá đó, mình nương vào người khác nhiều quá đó, thì cái tâm của mình dễ bị phiền não, nó cuốn hút theo lắm. Thử ra bây giờ hạnh phúc và đau khổ cũng là chính do tâm mình mà ra hết đó. Vậy thì qua cái bài kinh tương ương này, là cái bài kinh này là bệnh gốc nha, đó, tại lý bậc một á, sư lấy trong trong tạng kinh đó, kinh tương ương đó. Để từ đây về sau là sư thiết cho quý vị là sư tìm trong kinh tương ưng những cái bài nào nó hay phải không? Là để sư nói cho quý vị, sư diễn tả cho quý vị. Để gieo duyên cái Phật pháp mình nghe như nhiều, mình có dạng như là mình bởi mình nói mình nói trên đây này, kẻ vô văn phàm phu, kẻ vô văn là đã thấy mệt rồi mà còn phàm phu nữa. Đã thấy ớn rồi đó. Tà kiến không, phiền não không. Đó, chấp tôi ta không. Đó, thì bây giờ mình từ cái chỗ mình vô văn thì mình làm cho mình là có văn lên. Các bạn có nghĩa là từ cái chỗ là mình không có nghe pháp, mình làm cho mình là cái người nghe pháp thường xuyên. Nghe pháp thường xuyên là hành pháp thường xuyên. Là bắt đầu mình có trí tuệ, mình đi theo, mình là con Phật mình phải đi theo con đường của Phật. Mình mới giải thoát được. Còn nếu mà mình là con Phật mà mình đi theo ma là thôi thua. Ma nó dẫn mình đi à. Thôi được rồi ha. Quý vị có một hai câu hỏi nào giao lưu không? Còn em lưu thường ngừng đây. Dạ thầy ơi, con có một câu hỏi thôi ạ. Dạ, là ví dụ như là tức là theo lời thầy giảng là những cái lúc mà cái tâm sân lên á, thì mình cố gắng thực hành, thì dạ con có một câu hỏi nhỏ là, nhưng mà Xin lỡ mà nói bạn lớn quá, giùm chút. dạ Lớn tức là lên. lỡ mà khi mà mình giận quá luôn á thầy, tức là rất là mạnh đó thầy, thì kiểu như mình chịu không nổi á, thì lúc đó mình có thể né qua bằng cách đó, kiểu như là nghe pháp cái gì đó thì cho ru ru bớt lại. À, rồi chưa? Rồi chưa? Dạ Xin hết rồi. nói. À, không, lúc đó không có nghe pháp. Lúc đó con nghe pháp là con có nghĩa là cô nghe, lúc mà cô đang nổi sân là mà cô nghe pháp á, là cô hướng tâm của mình qua cái chỗ khác thôi, mà cô không có giải quyết được phiền não. Nếu như mình chạy trốn á, mình chạy trốn á, phiền não nó sanh khởi là mình chạy trốn chỗ khác á. Mình làm cái gì thì mình làm gì là mình không có hiểu gì đâu, mình không có hiểu gì trong cái tâm sân hết trơn á. Mà khi mà tâm sân nó có lên á, mình trực tiếp luôn, nhìn trực tiếp luôn, chánh niệm trực tiếp luôn, nó cứ chánh niệm hoài, cứ hay biết hoài, hay biết 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 cứ biết hoài, không phải là đọc ra nhưng mà cứ biết ở trong tâm á, cứ biết 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 cứ biết hoài, biết ngàn lần trăm lần trăm trăm ngàn lần cũng được nữa, làm một việc thôi là biết thôi là nó thay đổi chức năng đó. Khi mà cái chánh niệm nó mạnh lên rồi đó thì cái tâm sân nó mất rồi, cái tranh tâm niệm nó vô. Mà khi mà tâm chánh niệm mình nó vô rồi đó thì nó là thuộc về cái chức năng nó là thiện, bắt đầu cái tâm nó của mình nó bắt đầu nó tốt trở lại đó. Thì khi mà nó tốt trở lại là mình duy trì cái này, mình biết tiếp, mình biết tiếp là biết cái gì, mình biết luôn là bây giờ cái tâm của mình nó không còn tâm sân nữa, mà cái tâm của mình nó rất là dễ chịu. Là lúc mà tâm tâm bất thiện mình cũng biết này, mà tâm thiện mình cũng biết này, thì bây giờ bắt đầu mình duy trì tiếp, mình canh chừng nó, như sư canh canh chừng mà lúc mình sư lên xe sẽ nằm á, sư canh chừng hoài sư mới thấy nó lên hoài đó, nó lên hoài thì chánh niệm nữa nó mất, lên nữa chánh niệm nữa nó sư không làm gì, là nó lúc mà nằm nó mà phiền não cho ói máu thì chết rồi. Bây giờ sư cô hiểu chưa? Làm một việc thôi, biết 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 hoài thôi, đừng có làm gì khác hết, đó là nó sẽ thay đổi chức năng tâm thì mà coi. Rồi bắt đầu á, từ từ cái trình độ tu tập của mình nó tu hoài tu hoài tu hoài, không phải là tu một bữa hay một thời, mà mình tu tới khi mà hơi thở mình không còn luôn á, không phải là mình tu một bữa bữa nay là mình thích thì mình tu, mà mình không thích thì thôi. Mình làm vậy thì mình không, cái tu của mình nó bị gián đoạn à. Tu hoài á, mà tu thấy tu thiền tứ niệm xứ nó thoải mái mà. Đó. Đang quét nhà có người nào vô nói chuyện mình, cái tự nhiên nói những câu xúc ốc mình nổi sân lên đó, bỏ người đó đi, quan sát cái tâm sân, quét nhà biết quét nhà, đang lặt rau tự nhiên mình nghĩ một cái chuyện gì đó, bắt đầu thì mình buồn hay mình thương giận ghét gì đó, bắt đầu tự nhiên mình chánh niệm cái tâm đó. Làm gì biết đó, làm gì biết đó, làm gì biết đó, tại vì thay thế vô cái tâm bất thiện bằng cái tâm thiện. Mà cái đây á gian nan á, khó lắm. Là tại sao vậy? Tại vì bình thường là mình sử dụng mình tham sân si, bây giờ mình thay đổi cái chức năng của nó, mình thế vô tâm thiện, trời ơi nó làm gian nan lắm, mình làm chút quên, làm chút quên này, mà khi mà làm được đâu bây giờ mới thấy gì, mới quan hỷ, mới quan hỷ. Mà sư còn nhắc nhở cho quý vị một 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 cái niềm quan hỷ này, khi mà quý vị mà duy trì được chánh niệm lâu á, quý vị ít mất trí nhớ lắm,
ít mất trí nhớ lắm, tôi bảo đảm luôn á, tôi hành sẽ biết mà. Còn mà mình sống mình để cho tâm của mình nó phóng dật, nó suy nghĩ hết chuyện này qua chuyện khác á, mình bị lơ đãng á, mình còn trẻ mà tự nhiên mình để gì mình quên đó là mình dễ bị mất trí nhớ lắm. Còn mình làm bây giờ mình biết đó, chánh niệm chẳng hạn bây giờ mình ra ngoài này, từ khi mình khởi lên cái ý mình đi ra ngoài, mình biết hết tất cả những cái động tác nào mà mình mở cửa khóa cửa, hay mình cúi xuống cúi lên, mình lấy cái nón bảo hiểm, hay là mình lấy chìa khóa gì đồ mình làm, mình chánh niệm, mình âm thầm mình chánh niệm liên tục vậy là mình rất là khó mất trí nhớ luôn. Còn nó còn một cái mặt đẹp của cái chánh niệm là vậy đó, là tại sao đây, cái đặc tính của chánh niệm là nó hay biết làm gì, nó biết cái đó, khó mất trí nhớ lắm, hay gì đó. Tại sư sư biết mà, sư nói sư kể chuyện qua mà, sư đang không có gì thôi đó, đang chánh niệm bình thường vậy thôi đó, thì mình thấy rất là bình thường. Tự nhiên có một cái câu chuyện gì nó xảy ra, bắt đầu tiện tâm mình nó suy nghĩ, à nó suy nghĩ quá trời cái câu chuyện đó, nó còn giải quyết câu chuyện đó, cái tự nhiên nó quên, chẳng đi ra đi vô mà không biết mình đi ra đi vô, đi như thay ma vậy á, lấy cái nón bảo hiểm đội lên xong đi hỏi người ta, ủa nón bảo hiểm của sư nó nằm đâu rồi đó, sao người ta ủa sư đỏ cái gì đầu vậy, sao lúc mà mình cứ khi mà mình có một câu chuyện xảy ra cái mình quên chánh niệm, mình làm bằng cái thao tác, cái thao tác á, tự nhiên hàng ngày mà mình không có chánh niệm. Quý vị có tin rằng là vì ngồi trên xe cái gì chọn vậy chọn dẫn chạy xem ra mà quý vị không có chánh niệm không, dẫn ngồi xem ra đó mà cái tâm nó suy nghĩ cơm áo gạo tiền, tâm nó suy nghĩ tùm lum tà la hết trơn, tới khi nó đi ra còn nửa đường ta tung rồi, lúc đó mới sực nhớ lại là mình bây giờ tâm mình nó phóng dật, rất là nguy hiểm, người ta bị tai nạn đó quý vị. Cầm ba lăng lái xe mà tự nhiên đang lái xe cứ tưởng đâu là mình ở đây, nhưng mà tự nhiên tâm mình đang suy nghĩ khác đó, nó duyên theo đó, tới khi cái thằng kia bên kia nó phóng ra cái bắt đầu cái sở không kịp tung luôn đó. Còn nếu mà thân ở đâu mà tâm ở đó đó, đó thì nó xử lý rất là nhanh. Quý vị có trách nhiệm không, quý vị vừa cầm tay tay quý vị vừa cầm ba lăng, chân quý vị vẫn vẫn để ý thắng mà tâm quý vị vẫn suy nghĩ, quý vị biết cách là rõ ràng rất là chính xác luôn à, mà cái trạng thái tâm này nó rất là tỉnh thức mà nó rất là thoải mái, nó không phải là bị gò bó à. Chánh niệm trong lúc lái xe mà nếu mà làm được duy trì bằng cách thư giãn thoải mái, còn nếu mà mình để ý không, mình đang lái xe có một cái chuyện buồn gì nó xảy ra, trời ơi, nguy hiểm lắm, đang lái xe mà nghĩ trời ơi, hôm qua ông nhỏ bạn nó nói trời ơi, ông chồng mình không đi với bồ nhí à, còn đi quán bar nữa chứ, bây giờ lái xe mà tâm nó nghĩ ông chồng mình đi với bồ nhí đi quán bar nữa mà lúc trời ơi, nguy hiểm lắm à. Tâm bây giờ nó không ở đó đâu quý vị, không ở đó đâu, nó còn cái thân không mà à, nó chạy là giờ chạy về trời ơi, nguy hiểm lắm đó, nên nhớ nghe. À, chức năng của chánh niệm là hay biết, nó còn một cái chức năng đặc biệt nữa là khi mà nó có mặt là bất thiện mất liền, vậy thôi được rồi, nói tối đa hơn là 9 giờ cũng gần 9 giờ kém rồi đó. Quan hỷ quá, tu tập Dạ. bây giờ thấy càng ngày càng tu thấy quan hỷ quá, theo theo ông Phật là yên tâm mà. Theo Đức Phật là yên tâm mà, đừng theo ai hết trơn á. Sư sẽ nghiên cứu vô trong tương ương Đông Kinh Tăng Chi, sau này sẽ có rất nhiều cái bài pháp hay thì cống hiến cho quý vị. Khi nào quý vị chán rồi nói cho biết nghe, rút lui. Không có chán. Sợ thương, sợ thương. Chúng con xin thành kính tri ân sư. Bữa nay sư cho một bài pháp tuyệt vời, nhất là cái chuyến xe quán tâm đó. Mà nhất là trong đó là sư chửi đồ khốn nạn á. Trời ơi, con thấy cười. Cái tâm sân của mình mà, cái thằng này nó cố nạn nó tốt. Hệt vậy sư, nhiều khi buột miệng ra nói mà không có kiểm soát được. Dạ.